không có gì. Như vậy thì lần đầu tiên khi mà em nhìn thấy em bé của mình và được tiếp xúc với con của mình, cái cảm giác em như thế nào? Thì tới chiều tối là em mới được gặp em bé. Thì lúc đó em vô cái phòng chăm sóc bị đó là người nó vắn, dây ống thở, nói chung là người chằng chịt dây hết. Trời, lúc đó em đứng em khóc quá trời khóc luôn. Mà tới nỗi mà cái cô chăm sóc bé trọng nó sợ xỉu là phải đưa ghế cho ngồi luôn. Kiểu tự nhiên mình sinh con ra xong cái lúc mà mang thai á, à, không có nghĩ tốt cho nó mà sinh em bé ra mà nó còn bị vậy nữa. Ấy là nhìn mấy bé khác đó, khỏe mạnh còn ngon mình thì bị vậy. Em nghĩ là em có lỗi với em bé em nhiều hơn. Có ngày lúc đó là mình cảm thấy mình có lỗi, bắt đầu xuất hiện cảm xúc có lỗi. Dạ. Đó thì cũng may là em bé của em nó hiện như nó phát triển tốt á, nên là nó chỉ thở một ngày đó thôi, qua hôm sau nó được rút ống thở rồi thở bình thường rồi. Nhưng mà bị cái là bị vàng da, nên là phải chiếu đèn tới 4 ngày. Nghĩa là 5 ngày con cách ly với mẹ. Dạ. Thì lúc đó sữa về chưa? Cũng về nhưng mà không có được nhiều. Nhưng mà nói chung là cũng đủ cho bé bú thôi, chứ cũng không phải là gọi là dồi dào. Dạ, đúng rồi. Cái cách chăm sóc của em và ông xã rồi mẹ chồng, nói chung là của cả gia đình dành cho em bé lúc đó là như thế nào? À, cái ngày mà em xuất viện về nhà là em về nhà mẹ đẻ. Thì ngay lúc đó là cháu em nó cũng bị bệnh luôn, thì mẹ em phải là chăm cháu. Thì đa số là em phải chăm con của em. Lúc tâm lý của em là đi về mẹ đẻ là sướng lắm này kia kia nọ, rồi mẹ chăm hết trơn, rồi khỏe re. Xong cái tự nhiên giờ là mình phải tự chăm. Lúc mà em mang bầu á, em mới nói với mẹ chồng là trời ơi lỡ sau này em bé ị rồi ai mà dọn, trời con không dám đụng như ấy đó. Mà tới hồi em bé ấy là em cũng phải tự làm. Khuya em dậy em phải hút sữa, mà lúc đó hình như 2 tiếng là em bé phải bú một lần đó, là vừa hút sữa xong em bé bú xong là em vừa nghỉ được có chút xíu là em phải hút sữa tiếp rồi. Mà 2 ngày dậy xong cái kiểu như em mệt á, cái lúc đó em đang ngồi hút sữa vậy cái em khóc quá trời khóc luôn. Cái chồng em hỏi sao rồi? Em tên là Diệp Phi Yến, năm nay em 22 tuổi và hiện tại là em có một bé trai 13 tháng. 13 tháng, như vậy là hành trình mang bầu nó cũng còn rất là mới mẻ, mình vẫn còn nhớ, mình chưa có quên đâu đúng không? Như vậy thì chúng ta hãy bắt đầu làm quen với nhau bằng cái lần đầu tiên mà em biết được lúc mình cấn bầu á. Lần đầu tiên mà lúc em biết được mình cấn bầu là lúc đó ngay cái ngày đám cưới của em sau một ngày. Xong hỷ lâm môn luôn. Thì lúc mà đám hỏi xong là mẹ chồng có kêu là thả đi, tại vì mẹ muốn là có cháu ngay năm con heo. Rồi với lại kiểu sợ nhiều trường hợp là lâu lâu mới cấn á, em cũng còn nhỏ, em chưa muốn có em bé liền, cưới về mình còn phải đi chơi này kia nọ rồi đó chứ. Xong cái em mới có bạn, thì có nhiều chị lớn lớn á, em hỏi là chị thả chừng nào chị dính. Xong mấy chị nói là trời, chị thả tới 4 tháng 6 tháng, 2 năm nữa chị mới dính. Có chị nào nói với em là không, đi ngang đầu giường thôi cũng dính bầu chưa? Em mới suy nghĩ, em nói lâu 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 mới dính vậy thôi, thả đi ai về đâu, 3 tháng sau dính mất tiền rồi. Như vậy là đụng đầu giường là dính. Đụng đầu giường là dính. Lúc mà gần tới đám cưới á là em hay kiểu ta kêu là theo dõi cái thời kỳ kinh nguyệt của em á, là tại vì em sợ là tới ngày đám cưới mà mình bị đó thì mệt này kia nọ, thì em cũng có theo dõi. Thì tới lúc mà cái ngày đám cưới luôn là đã bị trễ một tuần rồi. Nhưng mà em nghĩ là chắc không sao đâu, tại vì bình thường em cũng hay bị trễ vậy. Với lại nhiều khi tâm lý lúc đó chị, mình lo chuẩn bị đám cưới rồi mình bị stress á, cho nên là kinh nguyệt nó cũng không có đều. Đúng rồi, đúng rồi. Tối bữa đó sau khi mà tiệc tùng xong á, em mới nói chồng em là em bị trễ một tuần rồi. Xong em nói khi nào dính không, xong cái em nói không biết nữa, để coi. Xong cái em kêu mẹ em mua cho em 5 cái quẹt. Quý vị, đây là cái chi tiết thì quen thuộc nè, ai cũng mua cả lố trở lên. Thật ra thì tôi cảm thấy là những cái nhà mà sản xuất que thử thai là nên cảm ơn các chị em phụ nữ nên tài trợ mua lúc nào cũng rất là nhiều. Xong rồi á, em cũng chưa thử liền, tại vì qua ngày hôm sau là cả nhà đi du lịch luôn, nên là em mới nói là thôi khoan thử đi, tại vì lỡ ví dụ mà mình biết mình có cái mình đi không có vui vậy trơn. Tâm lý đúng nữa, rồi. Không dám chơi. Mà em lại suy nghĩ là giờ không thử rồi lỡ đi có gì thì sao. Đó. Xong rồi cái, nhưng mà lúc đó tới
tới khuya luôn là em mới thử. Tò mò quá chịu hết nổi rồi. Thử thì lên hai vạch. Rõ không? Rõ, đông lè luôn. Có cái cảm giác em nó như thế nào? Em đơ luôn. Đơ luôn. Xong rồi em dùng cái đó, em thử cái khác. Vì sao bị kém niềm tin vào sản phẩm luôn? Em thử lại cái này em mới tin. Không, mình nghĩ vậy nè, những cái nhãn hàng que thử thai thì đồng thời với cái việc cảm ơn đó thì chắc họ cũng cảm thấy chạnh lòng lắm chứ không phải tin này. Không phải tin đó. Tại sao bà mẹ bầu nào cũng mang cái que đầu tiên rồi đi thử lại, ủa tại sao lại kém tin tưởng của chúng tôi như vậy? Trời ơi. Xong rồi cái em thử lần thứ hai thì em mới tin. Xong cái em kêu chồng em, xong rồi em nói về. Xong cái em đưa chồng em nói có bầu ơi. Cái ông nói thì có không? Nói chung là chồng em lúc nào cũng trong tâm trạng bình tĩnh hết á. Xong cái ông nói ờ vậy hả, vậy thôi đưa đây, đưa xuống mẹ. Xong cái cả nhà nói trời có bầu hả, rồi mai đi là phải cẩn thận này cái kia nọ nha, đi chơi về mới đi khám. Đó thì đi chơi về thì cũng, nhưng mà cái ngày đầu tiên đi chơi á, tối đó ở khách sạn á, thì tự nhiên cái em khóc. Tại vì giống như là tự nhiên đi cái phải từ từ này kia, và mình muốn làm gì cũng được, muốn leo trèo, muốn giỡn hớt, ăn uống sao cũng được á. Xong cái nói chung là khóc quá trời khóc luôn, khóc mà y như là trời ơi có bầu là cái gì đó kinh khủng lắm vậy á. Đi chơi khoảng 2 tuần về thì em đi khám là được 8 tuần rồi. Nhưng mà em không có bị ngán, không có bị gì hết, có điều da mặt hơi xấu kinh khủng khiếp. Thì đó là một dạng ngán đó. Ồ vậy hả? Thì nó sẽ có nhiều biểu hiện. Ngán là một cụm từ chung chỉ về những cái thay đổi bất thường và cái phản ứng của cơ thể với cái việc là mình mang bầu. Nhưng mà xưa giờ mình hay nghĩ ngán là liên quan đến đồ ăn thức uống thôi đúng không? Có nhiều người ngán ngủ rồi, có ngán ngủ đó, biến đổi da cũng là một dạng ngán. Trời ơi cái da em nó xấu kinh khủng mà. Tại vì em rất là sợ xấu nữa, lúc đó là em đi spa đi này đi kia mà cái da em nó vẫn thấy ghê, nó không lặn, nó không có gì hết luôn. Em chưa có sẵn sàng cho cái việc có con nữa. Xong rồi cái em bị xấu nữa. Cái lúc nào em cũng nói là tại con em. Lúc mà em nhắn tin cho mấy bạn em á, là em toàn trách con em không. Bây giờ mới cảm thấy hối hận đúng không? Nhiều khi em nhắn tin với mấy bạn á, mấy bạn em còn nghĩ với nhau á là chắc là sau này em sinh con ra em không muốn thương con em. Có nghĩa là nó trầm trọng đến mức như vậy. Như vậy là bạn này là bị trầm cảm á. Nó là một trong những dấu hiệu trầm cảm thai kỳ á, tại vì bạn còn quá nhiều cái hoài bão và còn quá nhiều cái niềm vui khác, bạn còn muốn tận hưởng, nhưng mà đùng một cái các bạn cần phải bảo vệ một đứa trẻ. Không có tâm lý này thì em rất là hiểu chị. Sau khi mà mình bộc phát ra như vậy rồi, đến khi mà mình nuôi dưỡng một đứa trẻ, lúc đó tình cảm của mình nó càng ngày nó càng nhiều, thì mình sẽ cảm thấy hối hận về những cái lời nói ngày xưa. Đúng rồi. Thực ra cái diễn biến tâm lý của Yến là một cái diễn biến bình thường. Có thể ở cái góc độ làm mẹ chúng ta sẽ thấy trời làm mẹ gì mà kỳ vậy. Dạ, đúng rồi. Hoặc là giống như bạn em nó cũng sẽ bắt đầu hoài nghi là trời con bé này chắc nữa nó không thương con nó. Nhưng mà cái cơ chế tâm lý đó là một cái cơ chế không có gì để cảm thấy rằng là nó bất thường. Rõ ràng là em đang kỳ vọng rất nhiều thứ thuộc về sự hưởng thụ của cặp vợ chồng son. Dạ, đúng rồi. Và bây giờ chưa có gì hết, cái mình phải bảo vệ con mình, mà phải chi nó đến với mình mà mình bảo toàn nhan sắc á. Dạ, đúng rồi. Thì chứ ít vẫn còn sự tức. Sự bình, gọi là bình ổn. Đúng, bị tức. Và cái sự tức tối đó thì mình cũng không chưa kịp để có thể thấy được cái nguyên nhân nó ở đâu. Nhưng cái đứa bé trong bụng là nó chồi đạp mỗi ngày. Và nó chính là cái vật hiện hữu để mình thấy tại con. Đúng rồi. Và tình yêu thì nói thật, phải qua chăm sóc nuôi dưỡng thì nó mới lớn lên. Lúc đó em chưa chăm đứa bé ấy. Dạ, nó rồi. Vẫn còn trong đây nè. Dạ, đúng rồi. Nên cái sự gọi là cái sự gắn bó đó nó vẫn còn chưa chặt chẽ. Kiểu chồng không có ở nhà rồi, mỗi lần đi khám thai này kia là em không có được cái sự chăm sóc của chồng em. Nên là lại bực bội thêm nữa. Rồi ví dụ tối thèm cái gì á là cũng không có thể nào mà kêu mẹ hay là kêu ai đi được hết. Đó thì may là cũng có bạn. Rồi đến khi nào em mới vượt qua được cái cảm giác đó? Tới hồi lúc sinh luôn. Tới sanh luôn. Có nghĩa là nó cũng không cải thiện gì. Thì mình cứ chấp nhận cái việc lớn lên của con trong bụng mình theo ngày tháng vậy thôi.
những cái hoàn cảnh đặc biệt á, thì cái trầm cảm thai kỳ nó dễ nảy sinh. À, cho nên là những cái trường hợp như bạn Yến á, thì lại kém nhận được sự đồng cảm từ người xung quanh. Chị lấy ví dụ như một ai đó mà hoàn cảnh họ quá khắc nghiệt thì xung quanh sẽ cảm thấy cần phải yêu thương mẹ bầu này nè, an ủi. Nhưng mà với những cái tâm tư của Yến sẽ rất dễ bị quy gán và đúng bị rồi. Kết tội. Trời ơi, có cái gì đâu mà làm thấy ghê này kia nọ. Và điều đó nó không giải quyết được vấn đề. Nó không giúp cho những bạn giống như Yến giải quyết vấn đề. Nó chỉ làm gia tăng thêm cái sự bức bối. Chúng ta sẽ phải tìm kiếm một cái suy nghĩ tích cực cho cái hành trình mang thai. Thì những người có liên quan cũng là những cái đối, gọi là những cái đối tác rất là quan trọng để thực sự nhìn nhận đúng bản chất và chúng ta không có đẩy mẹ bầu vào thêm những cái thế khó nữa về mặt cảm xúc. Bởi vì á, cái cảm xúc của phụ nữ trong thai kỳ nó ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi, quá trình thần kinh, cái sự trưởng thành, và thậm chí là sau này người ta còn có quyền đặt cái dấu chấm hỏi về các cái vấn đề cảm xúc của trẻ sau khi ra đời. Đó là những cái thông tin mà mình nghĩ rằng là nó rất là quan trọng để tại sao chúng ta cùng hướng đến một mục tiêu thôi. Hành trình mang thai phải là hành trình hạnh phúc đối với các mẹ. Tổ chức ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Liên lạc ngay với chúng tôi qua fanpage Chat với mẹ bỉm sữa hoặc Viber Zalo 0522 961076. Rồi thì đến ngày đi đẻ thì chồng có về không? Em bị sinh sớm 4 tuần. 4 tuần? Dạ. Là 1 tháng á. Dạ. Cái ngày hôm đó là 5 giờ sáng là bà nội là đi qua Hàn Quốc. Tại vì bà nội á là tính là em sinh xong á là bà nội về kịp để chăm em. Mà ai ngờ tao bà nội tính sớm 1 tháng mà cũng dính luôn. À. Mà em không biết sao bầu em thức khuya lắm. Thức tới 1-2 giờ em mới ngủ không mà. Em coi phim tóc mặt nạ rồi á. Thì em sợ xấu mà em dưỡng da dữ lắm. Xong cái lúc đó tự nhiên đang nằm xong có cái nước gì đó chảy ra, thì em cứ nghĩ là chắc tại vì gần cuối thai kỳ nên kiểu mình bị tiểu sữa, dạ đúng rồi, tè dầm đó. Xong cái em cũng đi vô nhà vệ sinh, xong ra em nằm tiếp, xong cái cũng bị vậy nữa nhưng mà em vẫn nghĩ là bị tiểu sữa. Xong rồi cái em cũng đi vô nhà vệ sinh. Cái lần cuối cùng này á là khi em vừa đi ra, tự nhiên cái bụng em nghe cái bụp đó, xong cái nó trào ra. Xong cái em đi vô nhà vệ sinh, em rửa mặt, em kiểu em make up sơ sơ, tại vì em biết chắc là thế nào cũng phải vô bệnh viện thôi à. Mà vô bệnh viện là phải đẹp. Xong rồi đó cũng sẽ là những cái điều mà cũng rất khó nhận được cái sự thông cảm. Tại sao chị như vậy mà nó vẫn nghĩ nó ra? Không, thời buổi bây giờ là phải như vậy. Đó, chị đồng, ơi, làm đồng cái gì ý. Thì làm, có đau khổ cách mấy, có buồn cách mấy cũng phải đè. Dạ đúng rồi. Xong rồi em kiểu cũng phải lựa cái đàm đẹp đẹp. Xong rồi em nói chung là em make up xương xương, đeo len rồi, tại em bị cận á. Mà chụp đeo mắt kiến thì chụp hình quá đẹp, đeo len. Cũng tính luôn cái đó luôn. Tại vì cái combo tâm lý đi sinh của người ta sẽ là vỡ nước ối, gom đồ, dạ đúng rồi, đắp ông chồng, báo bà mẹ, con đi đẻ. Đằng này em rửa mặt và em make up sương sương, em đeo len. Đó, xong rồi nói chung em làm xong hết cho em, xong rồi em mới xuống báo với mẹ chồng là mẹ ơi con bị gì vậy đó. Xong mẹ lên coi, mẹ nói trời chết rồi, đi đẻ liền con. Đó là xong lên bệnh viện thì lúc đó là em mới gọi chồng em, là chồng em mới chạy về. Thì lúc đầu vô á là mới nở có 2 phân thôi mà em sợ đau nữa. Trời ơi, em chưa bao giờ em cảm nghĩ được cái đau đẻ nó kinh khủng vậy luôn á. Tại vì em thấy người ta nó đau đẻ cũng không có tới nỗi vậy đâu. Mà trời ơi, ta nói hả, cứ 5 phút là đau. Mà mỗi lần nó hết đau là em lấy điện thoại em chụp hình. Giống như không biết làm gì để đánh dấu những lần dạ, đau. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Em cứ mỗi lần nó hết đau là em chụp hình, nó đau cái quần hỏi em la tiếp vậy đó. Em cầm gối em la tiếp, xong cái hết đau em chụp hình kiểu vậy đó. Xong rồi cái quần quại hồi nó cuối cùng nó được 4 phân, được gây tê, xong rồi đẩy vô phòng mà sinh. Thì lúc đó nói chung là chồng em cũng bình tĩnh lắm. Em nghĩ là trời đau em thì kia nọ rồi, ổng cứ ngồi ổng đọc báo. Đó là em nghĩ. Ổng này kia nọ không à. Tức cơ chị. Đúng rồi. Tại vì những ông chồng ổng không cảm nhận được cái đau đó. Ổng dạ, nghĩ là trời ơi đẻ là phải đau rồi, chuyện đúng rồi. Thì nguyên combo một cái set. Cho nên là nhiều khi mấy ổng hả. Thí dụ cũng phải quan tâm là em đó bụng không hay gì không? Không, ngồi bấm điện thoại. Không hỏi gì hết trơn. Sao hỏi qua? Ủa anh có hồi hộp không? Đâu có gì đâu mà hồi hộp, tới ngày cũng phải đẻ thôi em, có gì đâu. Các bạn nam nếu có coi chương trình hãy lưu ý đặc biệt chi tiết này. Có thể các bạn không đau nhưng các bạn hãy lưu ý là người kế bên các bạn rất đau và họ đang rất muốn được mình nói những cái câu để họ đỡ đau. Các bạn không đau giùm thì thôi, các bạn hãy giải phóng nỗi đau đó bằng một cái cuộc trò chuyện nhẹ nhàng nào đó nha. Xin khẳng định một lần nữa với quý vị, đó là không có cái gì mà đau bằng đau đẻ.
đau đẻ là cái cây sắt dài vậy nè, bẻ ăn hồ luôn còn cong nữa đúng không? Oh. Cho nên là các bạn hãy vỗ về an ủi chứ đừng có chơi điện thoại đọc báo được nha. Tới lúc mà nó mùi phân là bác sĩ, lúc đó là nguyên buổi sáng là chỉ có một mình ca của em thôi, nên là hầu hết là tất cả các bác sĩ là đều vô cái phòng của em hết. Đông ơi là đông luôn, cái em mắc cỡ. Mình có cảm giác mình là vật thí nghiệm vậy được. Tự nhiên cái ai vô cũng dòm hết trơn. Ừ, tự nhiên nằm phơi ra vậy nè. Ai đi ngang cũng bác sĩ là dặn chỉ cách mình dặn. Thì em mới dặn giùm em là hồi nữa là nhớ quay, nhớ chụp hình lại nghe chưa, này kia nọ rồi. Xong rồi kiểu lúc đó là bác sĩ dặn là dặn vậy đó. Rồi xong cái cũng vô kêu là rồi 1, 2, 3 là dặn nha. Giờ 1, 2, 3 dặn cái là nó lòi nguyên cái đầu em bé rồi. Nói chung xong rồi rặn thêm hơi rửa nữa là ra luôn. Ông chưa kịp quay, chưa kịp gì hết, mới vừa cầm điện thoại lên cái ra mắt tôi. Xong rồi cái gì á, em nhìn với lại lúc đó em bé của em á là nó sinh non nên là cái hô hấp yếu á, là em vừa nhìn mà em bé được chắc 2 giây à, là bị đẩy vô phòng chăm sóc đặc biệt dưỡng sinh dưỡng nhi rồi. Dạ. Rồi cuối cùng có cái đoạn phim đó không? Không có gì. Như vậy thì lần đầu tiên khi mà em nhìn thấy em bé của mình và được tiếp xúc với con của mình, cái cảm giác em như thế nào? Thì tới chiều tối là em mới được gặp em bé. Thì lúc đó em vô cái phòng chăm sóc bị đó là người nó vắng, dây, ống thở, nói chung là người chằng chịt dây hết. Trời, lúc đó em đứng em khóc quá trời khóc luôn. Mà tới nỗi mà cái cô chăm sóc bé trọng nó sợ xỉu là phải đưa ghế cho ngồi luôn. Kiểu tự nhiên mình sinh con ra xong cái lúc mà mang thai á, à, ông có nghĩ tốt cho nó mà sinh em bé ra mà nó còn bị vậy nữa. Thì ấy là nhìn mấy bé khác đó, khỏe mạnh còn ngon mình thì bị vậy. Em nghĩ là em có lỗi với em bé em nhiều hơn. Có ngày lúc đó là mình cảm thấy mình có lỗi, bắt đầu xuất hiện cảm xúc có lỗi. Dạ. Đó thì cũng may là em bé của em nó hiện như nó phát triển tốt á, nên là nó chỉ thở một ngày đó thôi, qua hôm sau nó được rút ống thở rồi thở bình thường rồi. Nhưng mà bị cái là bị vàng da. Ừ. Nên là phải chiếu đèn tới 4 ngày. Nghĩa là 5 ngày con cách ly với mẹ. Dạ. Thì lúc đó sữa về chưa? Cũng về nhưng mà không có được nhiều thôi. Ừ. Nhưng mà nói chung là cũng đủ cho bé bú thôi, chứ cũng không phải là gọi là dồi dào. Dạ đúng rồi. Cái cách chăm sóc của em và ông xã rồi mẹ chồng, nói chung là của cả gia đình dành cho em bé lúc đó là như thế nào? À, cái ngày mà em xuất viện về nhà là em về nhà mẹ đẻ. Thì ngay lúc đó là cháu em nó cũng bị bệnh luôn, thì mẹ em phải là chăm cháu. Thì đa số là em phải chăm con của em. Lúc tâm lý của em là đi về mẹ đẻ là sướng lắm này kia kia nọ, rồi mẹ chăm hết trơn còn khỏe re. Xong cái tự nhiên giờ là mình phải tự chăm. Lúc mà em mang bầu á, em mới nói với mẹ chồng là trời ơi, lỡ sau này em bé ị rồi ai mà dọn, trời con không dám đụng như ấy đó. Mà tới hồi em bé ấy là em cũng phải tự làm. Khuya em dậy em phải hút sữa, mà lúc đó hình như 2 tiếng là em bé phải bú một lần. Đó là vừa hút sữa xong em bé bú xong là em vừa nghỉ được có chút xíu là em phải hút sữa tiếp rồi. Mà 2 ngày dậy xong cái kiểu như em mệt á, cái lúc đó em đang ngồi hút sữa vậy cái em khóc quá trời khóc luôn. Cái chồng em hỏi sao khóc chưa, mà em không biết nói gì hết á, em cứ ngồi em khóc ghiếc vậy. Xong cái ông mới nói là thôi em nghỉ đi để cho anh giữ con cho này kia kia nọ, là ông ngồi ông chăm con cho em tới 3 giờ sáng. Ồ may quá, tự nhiên tại thời điểm đó anh phát hiện hiểu ra được là vì sao vợ mình khóc. Ừ. Và anh chia sẻ cái việc đó với vợ mình. Đúng rồi. May quá. Gọi là một cái bàn cứu mà mình cảm thấy nó rất quan trọng luôn. Cứu về mặt sức khỏe, cứu về mặt tâm lý. Tại vì sao mình sẽ rất sợ những cái bạn chồng như thế này. Rõ ràng là các bạn không có phi lý, tức là đứng ở góc nhìn của các anh thì cái gì các anh nói nó cũng có lý đó. Ví dụ nè, em có cực bằng mấy bà mẹ khác không? Nhà mình điều kiện rất là đầy đủ, con mình nó có thiếu đói gì đâu. Dạ, em không có cần phải làm chuyện nhà, có mỗi cái chuyện chăm con thôi mà ngồi đấy khóc cái gì nữa. Anh đi làm anh cũng rất là mệt. Trời ơi, ai mà không biết, đúng mấy anh nói không có sai gì hết. Nhưng sai hoàn toàn là cảm xúc. Dạ, cái cảm nhận của bà mẹ sau thai kỳ và mới sinh con nó không có tuân theo cái quy luật nào thuộc về vật lý như vậy hết. Nhưng mà may mà chồng em không có đi vào cái vết xe đó của các anh. Thì sau ngày hôm đó là mỗi lần mà ông thấy em mệt quá là thôi em nghỉ đi anh chăm. Nói chung là khoảng ở được với vợ khoảng 10 ngày là phải bắt đầu đi làm.
trời, cái ngày ông đi làm em khóc như mưa, em khóc y như là ông đi nước ngoài vậy đó. Mà trong khi ông đi cũng gần thôi, không có xa, mà nói chung là lúc đó tâm lý em cũng không có ổn định. Lâu lâu nội kêu ẩm qua nhà chơi xíu á, mà trước khi ẩm qua nội là em khóc, mà em cũng không hiểu tại sao em khóc nữa. Nói chung là nguyên một cái tháng ở cử là em khóc riết mà không hiểu lý do. Là trầm cảm đó. À dạ. Thì là một dạng của trầm cảm đó. Ban ngày buổi sáng á, là sẽ có cô y tá lên tắm bé á, là em cũng phải ngồi em canh, em sợ là em bé em đau hay gì á. Nói chung là ai đụng vô con em là em cũng ngồi em nhìn hết á. Tức là em rất là sợ em bé bị một cái gì đó. Dạ, đúng rồi. Nhưng bản thân em cũng không cảm thấy thỏa lòng với cái việc là mình đang có một cái đứa bé ở đây. Mặc dù ghét nó không thì không ghét. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà có cảm thấy vui với hoàn cảnh hiện tại không? Không thì vui. Không vui. Không vui. Nhưng mà nếu như bắt em phải tường trình tại sao Yến không vui, cũng không có lý do gì để nói. Và điều đó nó chỉ có thể được tuôn chảy bằng những giọt nước mắt để mình cảm thấy được tải ra bớt những cái uất ức mà nó không rõ hình hài, nó không rõ về mặt định nghĩa. Ừ, trầm cảm nó vậy đó. Cho nên đừng bắt những người trầm cảm trả lời tại sao mày buồn. Nếu như trả lời được tại sao nó buồn thì có thể nó không buồn nữa đâu. Buồn nữa. Nó giải quyết xong luôn rồi đó. Ừ. Chị còn tệ hơn em nữa, chị thiệt. Chị ngồi chị nhìn cái màn rung rung chị mà cũng khóc nữa. Không có lý do gì hết đó. Sau bao lâu thì em mới lấy lại được cái trạng thái cân bằng của mình? Và xem cái việc chăm con nó là một cái việc bình thường rồi. Nó không vui có rồi. Còn cảm thấy mệt mỏi hay là áp lực nữa. Khoảng em bé gần 3 tháng. Dạ. Vậy lúc đó là bút lịch với ông xã chưa? 4 tuần sau là em bút rồi. Bút lệ. Mà ông xã em kỹ lắm, không chịu. Nói, trời em nghĩ sao vậy em? Này ghi lỡ bỉ gì sao? Thôi anh không dám đâu, 2 tuần nữa đi. Đó, 2 tuần nữa mới chịu. Người em ông rất là kiên trung. Dạ đúng rồi. Em thấy có những tâm lý của những ông chồng rất là ngộ nha. Nhiều khi họ sợ, giống như khi mà mình sanh xong họ nghĩ là họ hay nghe là phụ nữ sanh xong giống như con cua lột. Dạ, họ sợ rồi. Đụng vô con cua lột, cua bị bể. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Kiểu vậy á. Tức không? Tốt. Bị từ trời, tốt. Em lo hả? Em sợ nè. Nè, thấy chưa? Để 4 tuần là được rồi nè, ghi nọ rồi. Tức là sợ thông tin rồi cho nào. Chứng minh cho biết à. Không là không. Rồi sao cái cảm giác khi mà lần đầu tiên bút lịch lại có như xưa không? Nói chung là cũng cũng có nhiều cái nó. Thôi mình tính phần trăm đi, nếu như ngày xưa là 100% thì cái lần mà quay trở lại đó là bao nhiêu phần trăm? 80%. Thế thì cái cản trở để mất đi 20% đó là cái gì? Hạn hán á chị. Không thoải mái lắm. Nhưng mà cái phản ứng của ông xã em với cái lần quay trở lại mà không được như xưa đó, nó có tiêu cực không? Đồng cảm đó. Ông sợ em đi đau nó, đau mềm. Đó, kiểu vậy đó. Nói chung là cũng quan tâm tới sức khỏe của em vậy đó. Đó. Người đàn ông này tôi phải dành thêm trạng khó tay nữa. Dễ thương quá, dễ thương. Anh có những cái điểm rơi rất là tuyệt vời luôn. Đúng đó, là đúng đó chị. Rơi rất là đúng. Sáng. Đó rồi, đó. Nói chung được ổn vậy thôi, đâu cần quá nhiều. Đó giờ là ở nhà em là em chưa bao giờ em nói những cái lời này với mẹ em hay với mẹ chồng em. Thì con muốn gửi lời cảm ơn mẹ, mẹ đẻ. Cái tháng đầu tiên là cũng cảm ơn mẹ đã giúp vợ chồng con chăm bé. Cái lời cảm ơn thứ hai là gửi đến mẹ chồng với lại chị chồng. Là tại vì rất là tâm lý cũng như là hỗ trợ trong cái việc chăm bé cho con. Con cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rất là cảm ơn bạn đã mang đến cho chương trình một cái câu chuyện rất là thú vị. Chúng ta có thể nhìn thấy được một cái góc nhìn khác, một cái câu chuyện khác của một cái hành trình mang thai.